khi đến với bản tin ngày hôm nay 20 tháng 10, Cà Bóng Đỏ xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ Việt Nam, những người mẹ của chúng ta luôn có được những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cho những fan nữ của Cà Bóng Đỏ chưa có người yêu sẽ sớm mong có một nửa kia cho mình nha. Tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành của Newcastle United, Chelsea đã được đền đáp bằng bàn thắng duy nhất của hậu vệ Marcos Alonso với cú đá sấm sét hạ gục thủ thành Dubravka. Chung cuộc, Chelsea có được chiến thắng sát nút. Với kết quả này, họ đã tiến vào top 4 với 7 điểm hiện tại. Một số kết quả khác vào đêm qua, Crystal Palace trên sân nhà để thua 0-2 trước Manchester City. Đó cũng là tỷ số giúp Everton đánh bại West Ham, Tottenham Hotspur và Watford hòa nhau 1-1. Leicester City đánh bại Burnley với tỷ số 2-1, Wolverhampton và Southampton hòa nhau 1-1. Bournemouth và Norwich chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Và cuối cùng là chiến thắng 2-1 của Aston Villa trước Brighton. Chơi nhàn hạ và không phải chịu quá nhiều sức ép, Barcelona đã có được chiến thắng dễ dàng trước EBA. Antoine Griezmann là người đã mở tỷ số cho những gã khổng lồ với pha dứt điểm ở góc gần. Bước sang hiệp 2, Lionel Messi tiếp tục nhận được cách biệt từ đường kiến tạo của Griezmann. Không lâu sau đó, Lionel Messi vẽ ra một đường chuyền thuận lợi, giúp người bạn thân của anh Luis Suarez lập công ấn định chiến thắng 3-0. Đánh bại EBA, Barcelona đã có chiến thắng sân khách thứ hai liên tiếp và đây cũng là trận thứ ba liên tiếp đội bóng xứ Catalonia giữ sạch lưới tại La Liga mùa giải này. Trái ngược hoàn toàn, Real Madrid để thua trong chuyến làm khách đến sân của Mallorca. Bàn thắng duy nhất thuộc về Gilnya với pha cứa lông đẹp mắt hạ gục thủ thành Courtois. Nhận thất bại 0-1 trước Mallorca, Real Madrid đành phải rơi xuống vị trí thứ hai trở về xếp hạng. Một số kết quả khác vào đêm qua, Granada đánh bại Osasuna với tỷ số 1-0, Atletico Madrid và Valencia hòa nhau 1-1, Getafe đánh bại Leganes với tỷ số 2-0. Tại Serie A, Juventus cũng có được chiến thắng khi tiếp đón Bologna trên sân nhà. Người mở tỷ số không ai khác là Cristiano Ronaldo với pha dứt điểm vào góc hẹp khiến thủ môn của Bologna không thể cản phá. Sau đó, Danilo Larangera đã gỡ hòa, đưa trận đấu về thế cân bằng. Bước sang hiệp 2, trong một pha bóng lộn xộn, bóng đã tìm đến chân của Miralem Pjanic và anh không ngại ngần ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho trận đấu. Chung cuộc, Juventus có được chiến thắng và giữ vững ngôi đầu bảng với 22 điểm. Kết quả một số trận đấu khác, Lazio và Atalanta hòa nhau 3-3 và chiến thắng 2-0 của Napoli trên sân nhà trước Hellas Verona. Trong chuyến làm khách đến sân của Augsburg, Bayern Munich phải nhận bàn thua từ rất sớm chỉ sau vỏn vẹn 28 giây. Rani Khedira đánh đầu thuận lợi để Marco Reuter thoát xuống rồi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Manuel Neuer. Khẳng định là một đội bóng lớn, Robert Lewandowski lên tiếng khi mang về bàn gỡ hòa cho Bayern vào phút 14. Bước sang hiệp 2, Serge Gnabry tiếp tục tỏa sáng để đưa hùm xám vượt lên dẫn trước. Tưởng chừng đã có được chiến thắng, nhưng Bayern Munich lại bị đối thủ chọc thủng lưới thêm lần nữa vào những phút bù giờ. Đánh rơi 2 điểm trong chuyến làm khách đến sân của Augsburg, Bayern đang tiếp tục xếp sau Wolfsburg với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Kết quả một số trận đấu khác, Eintracht Frankfurt đánh bại Bayer Leverkusen với tỷ số 3-0, Leipzig và Wolfsburg hòa nhau 1-1, Union Berlin đánh bại Freiburg với tỷ số 2-0, Dusseldorf có được chiến thắng tối thiểu trước Mainz 0-5, Werder Bremen và Hertha Berlin hòa nhau 1-1 và cuối cùng là chiến thắng 1-0 của Borussia Dortmund trước Borussia Mönchengladbach. Điểm qua một số trận đấu tại Lyon, Lyon và Dijon hòa nhau 1-1, Angers để thua 0-1 trước Pratt, Nîmes và Amiens hòa nhau 1-1, Toulouse đánh bại Lille với tỷ số 2-1, Gem vượt qua Montpellier với tỷ số 1-0 và đó cũng là kết quả trận đấu giữa Metz và Nantes. AC Heerenveen, đội bóng của Văn Hậu đã giành chiến thắng 4-2 trước AZ Alkmaar. Đội bóng từng cầm hòa Man United với tỷ số 0-0 ở vòng bảng Europa League mùa giải năm nay. Heerenveen đã nhập cuộc khá tốt và có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 7 do công của Sven Poulsen. Phút 31, đội chủ nhà đã có bàn thắng gỡ hòa. Nhưng sau đó, AZ Alkmaar thi đấu khá tệ, liên tục mắc sai lầm và nhận liền hai bàn thua vào các phút 36 và 45. Bước sang hiệp 2, Calvin Stans đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho AZ Alkmaar. Tuy nhiên, đến phút 63, Tuan Cummins lại đá phản lưới nhà giúp Heerenveen có được bàn thắng thứ tư và đã ấn định tỷ số trận đấu. Sau 10 vòng, AC Heerenveen có được 16 điểm, leo lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng, vị trí có một suất dự cúp châu Âu. Trong khi đó, AZ Alkmaar có 20 điểm, tụt xuống vị trí thứ 4, kém đôi đầu bảng Ajax Amsterdam đến 6 điểm. Với pha lập công vào phút thứ 14 trước Augsburg, Robert Lewandowski đã ghi bàn trong cả 8 trận đấu tại Bundesliga kể từ đầu mùa. Thậm chí với 12 lần xa lưới đối phương, Lewy còn gây ấn tượng mạnh hơn so với cựu tiền đạo của Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang, người đã có 10 bàn trong chuỗi 8 trận nổ súng liên tiếp. Sau đây một tuần, Bayern sẽ được trở về sân nhà Allianz Arena và chỉ phải tiếp đón đội bóng tân binh là Union Berlin. Đó là cơ hội cho Robert Lewandowski thiết lập nên kỷ lục mới của Bundesliga, ghi bàn liên tiếp trong 9 trận, vì thế là rất lớn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lewy ghi được 12 bàn thắng sau 8 vòng đấu đầu tiên. Anh từng làm được điều này vào mùa giải 2015-2016. Trong lịch sử Bundesliga, chỉ có hai chân sút đạt được thành tích tương tự là Christian Müller mùa 64-65 và huyền thoại Gerd Müller mùa 68-69.
Thibaut Courtois cho rằng người đồng đội Alvaro Odriozola đáng lẽ không nên phạm lỗi với Junior Lago phía Mallorca để rồi phải nhận thẻ đỏ. Chia sẻ sau trận đấu, thủ môn người bị trách móc đồng đội mình. Ở thẻ vàng đầu tiên, tôi nghĩ Odriozola đã chạm vào bóng chứ không phải cầu thủ đối phương. Nhưng thẻ vàng thứ hai là khá xác đáng. Tôi nghĩ khi đã nhận một thẻ vàng, cậu ấy nên tập trung và không nên phạm lỗi như vậy. Tuy nhiên, đó là bởi vì cậu ấy rất quyết tâm. Ngoài ra, Thibaut Courtois còn khẳng định Real Madrid không hề thua trận do mất cảnh giác, mà là vì Mallorca đã có một trận đấu rất tốt. Anh nói, đó là Mallorca mà chúng tôi chờ đợi. Huấn luyện viên đã nói với chúng tôi rằng Mallorca sẽ khởi đầu rất quyết liệt. Sau đó, Real Madrid đã tạo ra các cơ hội xong, chúng tôi đã đều bỏ lỡ.